Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một số thiếu nhi ở vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ làm một cái Scouting for Food, tức là những em hướng đạo sinh trong vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ giúp đỡ cái tổ chức Scouting for Food, hay là còn gọi là Food Bank, tức là những nơi họ sẽ bỏ đồ ăn tới cái chỗ này, và các em sẽ có nhiệm vụ là lựa chọn và sắp xếp lại các đồ ăn theo chủng loại, và sau đó là các em bỏ vô thùng, đóng thùng, và sẽ được gửi đi tới các nơi để mà làm từ thiện, thưa quý vị. Vâng, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại trung tâm tiếp nhận thực phẩm của thành phố Arlington, thưa quý vị. Và các nơi họ sẽ tặng những cái thực phẩm mà họ cảm thấy là dư thừa để cho từ thiện cho người nghèo, thưa quý vị. Chúng ta thấy là các xe đang xếp hàng để mà bỏ thực phẩm xuống. Thực phẩm ở đây có thể là thực phẩm đóng hộp hoặc là rau củ quả. Và nhiệm vụ của các thiện nguyện viên là sẽ sắp xếp lại, thưa quý vị, sắp xếp lại theo chủng loại. Chẳng hạn như chúng ta thấy là có thịt hộp, đồ hộp, vân vân và vân vân. Thấy là các thùng đồ hộp, các hộp trái cây người ta tặng đó, thưa quý vị. Các nơi họ ta người ta tặng, hoặc là dầu ăn, thưa quý vị. Các loại dầu ăn, các loại BBC và something. Dạ không phải. Dạ không phải BBC. Dạ. Ta thấy là hàng trăm xe đã đổ từ sáng rồi. Cho tới lúc này là khoảng 10 giờ rưỡi sáng, thưa quý vị. Có những gia đình hoặc là những công ty thực phẩm hoặc là những nhà hàng họ tặng thực phẩm, thưa quý vị. Hầu hết là đóng hộp hoặc trái cây hoặc là rau củ quả, thưa quý vị. Và nhiệm vụ của thiện nguyện viên gồm các em thiếu nhi trong cộng đồng Việt Nam và một số phụ huynh học sinh có nhiệm vụ là sắp xếp lại. Cái này cũng phải học nghề nha, chứ không phải làm bậy được đâu nha. Mấy cái đồ này nó bỏ ra ngoài. Ta thấy là họ, các gia đình hay là các công ty hoặc là các nhà hàng, họ đem tới tặng thức ăn, thưa quý vị. Hầu hết là sẽ giúp cho người nghèo hoặc là giúp cho những người cơ nhỡ hoặc những người vô gia cư. Một số thì sẽ bị loại đi, thưa quý vị, nếu mà không thích hợp. Chúng ta thấy hiện nay là đang có hàng trăm thiện nguyện viên đang làm việc rất cực lực. Nói chung đây là một cái tinh thần nhân văn, nhường cơm sẻ áo, thưa quý vị. Có cả sữa, có cả đậu, thưa quý vị. Cả pasta. Có cả nước, có cả mì gói, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Nhiệm vụ các thiện nguyện viên là sắp xếp theo chủng loại, ví dụ như đồ ăn hay đồ hộp hay trái cây hay là đồ khô, thưa quý vị. Làm việc rất là tích cực, thưa quý vị. Và theo chương trình dự định thì có thể làm từ 10 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
Và đây là nơi tiếp nhận hàng từ các nơi về. À, chúng tôi thấy có cá hộp, thịt hộp, các loại sốt cà chua. Thưa quý vị, đây là phía trong của trung tâm tiếp nhận. Họ tiếp nhận rất nhiều thực phẩm. Và chúng ta thấy là không khí rất là khẩn trương thưa quý vị. Đủ loại đồ ăn đồ hộp hết. Và các cơ sở hay là các cá nhân có đồ ăn hay là đồ hộp dư thừa thì sẽ tặng cho tổ chức này thưa quý vị. Tổ chức này là Food Bank, tức là chuyên môn thu thập về thực phẩm đóng hộp hay đóng thùng và đi tặng cho người nghèo thưa quý vị. Chúng ta thấy là dòng xe tới hiến tặng các đồ và các thiện nguyện viên đã vận chuyển đồ từ trên xe xuống thưa quý vị. À, thưa quý vị, đây là một hành động thuộc loại nhân văn từ thiện ở vùng Hoa Thịnh Đốn trong tuần này thưa quý vị. Và chương trình của chúng tôi đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.